ra quân lập lại trật tự đường hè. Sáng 17 tháng 2 năm 2020, phường An Biên ra quân lập lại trật tự đường hè các tuyến đường trên địa bàn phường gồm phố Nguyễn Đức Cảnh, Cát Cụt, Mê Linh và Hai Bà Trưng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường trực tiếp chỉ đạo cuộc ra quân. Tham gia đoàn gồm có các đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, lãnh đạo công an phường, chánh phó bí thư đoàn và các đồng chí cán bộ công chức phường. Do đã có thông báo và tuyên truyền vận động nhân dân từ trước nên cuộc ra quân diễn ra suôn sẻ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
bốn anh em viết lại làm đúng rất kiểu thích thích chúng nó kiểu gây ra quái sâu một chút cho nó ổn rồi.